Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc. Trong số phát sóng ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 5 2023, chúng tôi sẽ gửi quý vị những thông tin đáng chú ý như tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 6 tới. Đồng Nai đảm bảo an toàn lưu thông qua cầu dân sinh khi mưa đến. Tiết mục Công nhân Công đoàn hôm nay sẽ giới thiệu những tấm gương lao động sáng tạo tại Đồng Nai. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trong ngày hôm nay, buổi sáng Quốc hội sẽ nghe các báo cáo về các nội dung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đấu thầu sửa đổi, sau đó thảo luận hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi. Còn trong buổi chiều nay, Quốc hội sẽ trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội khóa 15 ngày 11/1/2022. Nghe trình bày các tờ trình quyết định chủ trương đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm, nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng thủ dân sự và thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự. Trước đó, vào phiên làm việc hôm qua, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày tờ trình và Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Báo cáo cho thấy, sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 63, nghị quyết số 74 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhiều giải pháp đã được các bộ ngành, địa phương triển khai trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, giảm các khoản chi không cần thiết để bổ sung nguồn lực chống dịch COVID-19 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đã tiết kiệm được 53.896 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 93,42% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ. Một số doanh nghiệp có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức lại, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, hiện Chính phủ chưa có đánh giá, phân tích trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, chế độ, định mức, chưa đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và trách nhiệm. Việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm và việc giải ngân gói hỗ trợ theo nghị quyết 43 mới đạt 26% kế hoạch. Đây là vấn đề Chính phủ cần nhìn nhận để có giải pháp quyết liệt thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực. Của bộ ngành địa phương. Thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2023. Các ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần kiên quyết hơn nữa, chỉ đưa vào chương trình những dự án luật thật sự cần thiết, đồng thời cần tính đến số lượng tối đa các luật được đưa vào chương trình trong từng kỳ họp để không bị quá tải về số lượng có thể ảnh hưởng tới chất lượng của văn bản luật. Nhìn lại chặng đường lập pháp từ đầu nhiệm kỳ, đại biểu Lê Thanh Vân đánh giá cao kết quả đạt được. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp vẫn còn có những hạn chế nhất định như việc thường xuyên điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Việc thường xuyên điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh, đấy không phải là điều hay. Nó thể hiện cái tư duy lập pháp, tư duy chính sách mà của chúng ta thiếu nhất quán, tầm nhìn chưa xa. Cái việc mà điều chỉnh thường xuyên không khác gì cái người lái ô tô cứ thỉnh thoảng lại đỗ lại để sửa xe ô tô. Như thế làm sao chúng ta đi được thông suốt được? Và cái việc thay đổi thường xuyên cái chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm ấy, nó chứa đựng tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Đó là sự chín muồi ở trong các cái kiến nghị lập pháp, nó không bảo đảm và không tránh khỏi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Nếu thực tế thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 11 nghị quyết điều chỉnh chương trình thể hiện sự đồng hành quyết liệt với Chính phủ. Các ý kiến đại biểu cho rằng việc liên tục điều chỉnh cũng cho thấy tính dự báo cũng chưa cao. Do vậy, Chính phủ cần rà soát để xem xét chặt chẽ về sự cần thiết khi cho ý kiến về đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Xây dựng các dự án luật. Chính phủ cần tăng cường hơn nữa kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan của Chính phủ phải nghiêm túc tuân thủ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần kiên quyết hơn nữa, chỉ đưa vào chương trình những dự án luật thực sự cần thiết, nhưng có tính đến số lượng luật tối đa được đưa vào chương trình trong từng kỳ họp,
để không vượt quá ngưỡng, quá tải về số lượng có thể ảnh hưởng tới chất lượng của văn bản luật. Đồng thời, kiên quyết trả lại hồ sơ những dự án luật chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc quá chậm về thời gian trình so với quy định. Đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực tập trung chỉ đạo công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án được giao, đề xuất sáng kiến, giải pháp để Quốc hội có thể hoàn thành cơ bản chương trình công tác lập pháp của nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Cùng với đó, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tôi kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành cần chủ động hơn nữa, cần lập chương trình xây dựng nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh song hành với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. Cho nên là tôi định. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội thường xuyên cập nhật dự thảo tiếp thu chỉnh lý ở từng giai đoạn để có phản ứng nhanh, kịp thời, đảm bảo dự thảo đạt chất lượng cao khi trình Quốc hội thông qua. Đối với các đại biểu Quốc hội. Tại tỉnh Đồng Nai, chiều qua tại tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Hội nghị cũng đã được trực tuyến từ hội trường tỉnh ủy đến 14 điểm cầu trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Xuân Hà thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận cho ý kiến về các nội dung, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là dịp để đánh giá khách quan toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Hôm qua, Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 290 đảng viên đợt 19 tháng 5 2023. Đến dự và trao huy hiệu Đảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố Biên Hòa. Đợt này, Đảng bộ thành phố Biên Hòa có 290 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng, trong đó 20 đảng viên được nhận 60 năm tuổi Đảng, 50 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 41 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 30 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 93 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 55 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa chúc các đảng viên mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt cho thế hệ trẻ noi theo. Lãnh đạo thành phố mong muốn các đảng viên sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của mình cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ thành phố và của địa phương nơi các đảng viên đang sinh hoạt, cũng như việc phát triển kinh tế xã hội để góp phần xây dựng quê hương Biên Hòa ngày càng phát triển. Huyện ủy Vĩnh Cửu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 19 đồng chí đảng viên nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đợt trao huy hiệu Đảng này, có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đối với lãnh đạo huyện ủy đã tổ chức buổi lễ một cách chu đáo và trang trọng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp của Đảng và sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Yuki Machinery Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề giải pháp giúp nâng cao năng suất thông qua hệ thống IoT, Janet and Module WC khi kết hợp với các thiết bị tự động và tự động hóa. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp dệt may đang trong quá trình chuyển đổi số.
Tại hội thảo, qua nhiều chủ đề chia sẻ, các doanh nghiệp trong ngành dệt may đã được tìm hiểu về quy trình hoạt động của hệ thống IoT Genesis and Modern QC và hiệu quả ứng dụng của hệ thống này như thế nào trong lĩnh vực sản xuất dệt may. Để chuyển đổi thành một nhà máy thông minh thì doanh nghiệp phải có những bước đi, lộ trình thế nào. Hệ thống IoT Genesis và Modern QC là những ứng dụng công nghệ số được phát triển bởi tập đoàn Suki Nhật Bản dành cho ngành may mặc. Hệ thống này giúp các nhà quản lý theo dõi báo cáo toàn bộ các khâu của hoạt động sản xuất để từ đó đưa ra các quyết định xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng trong việc cân bằng chuyền, cung ứng bán thành phẩm đúng thời điểm, đúng địa điểm, kịp thời phát hiện tình trạng lỗi của từng sản phẩm, giảm thời gian chu kỳ sản xuất. Thì cái điểm lợi của cái hệ thống Genesis này của chúng ta đó thì thứ nhất là nó giúp mình cái quản lý nó trực quan. Trực quan tức là sao? Tức là mình nhìn màu sắc, mình nhìn màu và mình nhìn biểu đồ cột là mình biết ngay cái trạng thái tiến độ truyền rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là dữ liệu nó là nó trực tiếp về sẵn luôn theo thời gian thực, thì là hai cái điểm này là cực lớn để mà giúp cho mình quản lý cái chuyện nó nhanh hơn, nó tốt hơn. Nội dung chính là về chuyển đổi số, mà đặc biệt là về cái hệ thống và Genesis của Yuki, cũng như là khi mà kết hợp với hệ thống truyền treo và kiểm soát cái chất lượng của hàng hóa, thì trong cái điều kiện mà chuyển đổi số như vậy á, thì nó sẽ đem đến một những cái kết quả rất là tốt cho cái ngành dệt may. Theo chiến lược phát triển ngành dệt may cho ngành Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035, dự kiến kim ngạch xuất khẩu bình quân sẽ tăng từ 5% đến 6% một năm trong giai đoạn đến năm 2030, tăng từ 2 đến 3% một năm trong giai đoạn từ 2031 đến 2045. Do đó, để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp đã và đang tích cực quan tâm tìm giải pháp thực hiện chuyển đổi số phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của mình. Thưa quý vị, từ tháng 6 đến đây thì nhiều chính sách kinh tế mới sẽ chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến như việc sửa nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực, sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà, ban hành 9 danh mục máy móc thiết bị trong nước đã sản xuất được, v.v. Từ ngày 9 tháng 6 tới, thông tư số 10/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 21/2020 ngày 9 tháng 9 năm 2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, thông tư bổ sung khoản 3 điều 12 về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết Điện lực được quy định tại khoản 19 điều 3 nghị định số 17 ngày 5 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, thông tư bổ sung khoản 7A sau khoản 7, điều 14 về trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó, các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đấu nối và các quy định pháp luật có liên quan trước khi đưa công trình điện lực vào vận hành chính thức, v.v. Thông tư 03/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 3 về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3, 5 và 6 điều 11. Nghị định số 25/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các điều kiện cụ thể. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 2023. Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 1 năm 2023. Theo đó, trong quý 1 năm 2023, tính từ ngày 1 tháng 1 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 2023, tổng số trích quỹ bình ổn giá là hơn 1.681 tỷ đồng, tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá là trên 658 tỷ đồng, số dư quỹ là hơn 5.640 tỷ đồng, tăng khoảng 1.040 tỷ đồng so với quý liền trước đó.
Đây là mức cao nhất của quỹ từ đầu năm 2021 đến nay. Thông tin về giá cả thị trường. Thưa quý vị, với 1,2 triệu tấn trái cây ở các tỉnh phía Nam đang bước vào chính vụ, giá nhiều mặt hàng đang giảm mạnh khi nguồn cung dồi dào. Điển hình giá sầu riêng sau một thời gian sốt có thời điểm chạm mốc gần 200.000 đồng một ký, hiện chỉ còn khoảng 50.000 đồng một ký. Cụ thể, giá sầu riêng ri 6 được thương lái thu mua tại vườn chỉ còn 50.000 đồng một ký, giảm 20.000 đồng một ký so với đầu tháng 4 và giảm khoảng 120.000 đồng so với mức giá kỷ lục đầu tháng 2. Thời điểm này, sầu riêng đang chính vụ, sản lượng thu hoạch lớn khiến giá bán cũng giảm mạnh. Đồng bằng sông Cửu Long đã vào vụ thu hoạch trái cây với các loại như xoài, ổi, sầu riêng, cam, thanh long. Trong khi một số loại trái cây giảm giá thì thanh long, loại cây trồng chủ lực ở Tiền Giang, Long An lại ngược dòng, tăng cao bất thường. Thậm chí so với cùng thời gian vài năm trước, giá cao hơn 2 lần. Cụ thể giá thanh long ruột đỏ loại 1 là 40.000 đồng 1 kg, ruột trắng cũng 20 đến 23.000 đồng 1 kg. Việc thanh long tăng giá trở lại không chỉ giúp nông dân có thu nhập ngay trước mắt, mà có thể tăng đáng kể diện tích cây trồng, giúp nhiều người có sinh kế bền vững với loại cây trồng này. Từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 7,2 triệu tấn quả dồn dập thu hoạch và tiêu thụ. Để tránh rơi vào tình trạng thu hoạch ồ ạt mới đi tìm thị trường tiêu thụ, hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang lên kế hoạch phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương để thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới. 7,2 triệu tấn quả như bưởi, nhãn, vải thiều, thanh long, v.v. sắp vào vụ thu hoạch. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, ngay trong tuần này sẽ lên kế hoạch phối hợp với các địa phương rà soát lại mùa vụ, thống kê sản lượng, chất lượng cụ thể của từng loại quả. Từ đó là cơ sở để phối hợp kế hoạch tiêu thụ với Bộ Công Thương. Ngoài ra, thúc đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng cũng là tiền đề quan trọng trong việc quản lý số lượng và chất lượng, đảm bảo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Mới đây, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều Bắc Giang để xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Dovico vừa tổ chức đại hội công đoàn lần thứ 2 nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Thị Nhàn cùng 165 đại biểu đại diện cho gần 3.100 đoàn viên, người lao động trong toàn tổng công ty. Công đoàn Dovico hiện đang quản lý 16 công đoàn cơ sở trực thuộc với 41 công đoàn bộ phận và 160 tổ công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Dovico luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao và các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ. Nổi bật nhất là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Theo đó, 5 năm qua đã có 151 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên, người lao động được công nhận, tiết kiệm trên 22 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành đoàn công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 ủy viên. Ông Trần Đăng Đinh tái tất cử chức danh Chủ tịch Công đoàn. Dịp này, Công đoàn Dovico đã trao 6 phần quà hỗ trợ công nhân bị bệnh hiểm nghèo, mỗi phần 10 triệu đồng và trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Trường Sa trong chương trình Vì Chủ quyền biển đảo quê hương. Hôm qua, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã đến thăm và tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2023. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc một mùa Phật Đản an vui tới các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử và đồng bào Phật tử trên địa bàn huyện. Đánh giá cao những đóng góp thiết thực của cộng đồng Phật giáo đã đồng hành cùng địa phương trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Lãnh đạo địa phương mong muốn trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Cẩm Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp Phật Đản năm 2023, huyện Cẩm Mỹ sẽ tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng một tổ chức tôn giáo và 34 cơ sở tôn giáo trực thuộc. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai cho biết ba gia đình văn hóa tiêu biểu tại Đồng Nai sẽ được lựa chọn để tham gia Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ 12 năm 2023 diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 2023. Việc tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa gia đình, tạo điều kiện cho các gia đình văn hóa tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời giới thiệu nét văn hóa của gia đình với đặc thù của từng địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ.
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu triển khai hoạt động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo các phòng đơn vị thuộc sở phối hợp chuẩn bị tốt cho các gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Đồng Nai tham gia ngày hội này. Thưa quý vị thân mến, những năm qua công tác tuyển sinh quân sự ở tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều kết quả khả quan. Số lượng thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội ngày càng tăng. Có được kết quả này, ban tuyển sinh quân sự các cấp đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm mà lại hiệu quả. Những năm trước đây, công tác tuyển sinh quân sự của huyện Tân Phú vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi vào các nhà trường, học viện quân đội còn ít. Qua xét duyệt, sơ tuyển ban đầu, một số lớn lại không đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe theo yêu cầu. Có năm có đến 50% không đảm bảo tiêu chuẩn dự thi. Trong khi đó, việc thông tin tuyên truyền hướng nghiệp quân sự ở các địa phương, nhà trường chưa thực sự sâu rộng. Nắm bắt tình hình thực tế, những năm qua, ban tuyển sinh quân sự huyện đã công tác đẩy mạnh tuyên truyền hướng nghiệp quân sự lên hàng đầu. Mỗi năm, ban tuyển sinh phân công các thành viên tổ chức tuyên truyền rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là triển khai phổ biến trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp trên địa bàn thông tin về các nhà trường, học viện quân sự. Gia đình tôi tức là cũng theo truyền thống, tức là từ xưa đến nay thì cũng có cái nguyện vọng tức là cho con vào bên quân đội. Thì hết cấp 2 thì vào cấp 3 thì gia đình tôi cũng định hướng cho con, tức là chọn vào một cái ngành quân đội. Đối với công tác mà khám tuyển sinh năm 2023 thì đối với cơ quan chuyên môn thì đã tham mưu cho Đảng ủy quân sự huyện là phối hợp với trung tâm y tế là tổ chức khám đúng theo cái thông tư 16 và sẽ tăng cường là tất cả các khoa đều là bác sĩ chuyên khoa để bảo đảm khám được kết quả tốt nhất. Điều quan trọng nhất là qua việc tuyên truyền đã định hướng cho các em chọn lựa con đường binh nghiệp, không chỉ là một nghề mà còn là trách nhiệm vẻ vang, vinh dự của tuổi trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền hướng nghiệp, công tác đăng ký hồ sơ, sơ tuyển đầu vào cho các thí sinh đăng ký dự thi được ban tuyển sinh các cấp đã tổ chức chu đáo, đảm bảo công bằng, công khai, chính xác, trực tiếp tư vấn, giải thích các tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển ban đầu. Bản thân tôi tham gia công tác quân sự ở địa phương đã nhiều năm. Tuy nhiên, chất lượng thực hiện nhiệm vụ và công tác chuyên môn cũng còn hạn chế và gặp những khó khăn nhất định. Do đó, khi có chỉ tiêu đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, thì tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để phấn đấu học tập rèn luyện. Cơ sở để thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, các cơ sở giáo dục và ủy ban nhân các xã thị trấn để tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp, quảng bá giới thiệu về công tác tuyển sinh vào các học viện nhà trường trong quân đội tới đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phân công cán bộ để thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ thí sinh trong việc hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, tổ chức xác minh lý lịch, chính trị và khám sức khỏe đối với số thí sinh đăng ký dự tuyển. Chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, Đồng Nai có gần 200 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Đây là tín hiệu tích cực đối với công tác tuyển sinh quân sự cũng như xây dựng nguồn cán bộ lâu dài cho các cơ quan, đơn vị. Liên quan đến hoạt động vui chơi giải trí, thưa quý vị, câu cá hiện nay là một thú vui tao nhã, được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn để giải trí sau những lúc làm việc mệt mỏi. Và nắm bắt xu hướng này thì ở Đồng Nai đã có hình thành nên rất nhiều khu điểm du lịch có dịch vụ câu cá giải trí. Tận dụng lợi thế sẵn có ở những hồ đập thủy lợi cũng mở dịch vụ này và thu hút được rất nhiều người tới câu cá. Ghi nhận của phóng viên Lê Thủy tại hồ câu mới tuyến 6 ở xã Vào Cạn, huyện Long Thành. Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt ở hồ câu mới tuyến 6. Khi mà ở đây có cái dịch vụ câu cá thì đã thu hút được rất là nhiều khách tới. Như phía sau tôi bây giờ đây có rất là nhiều bạn trẻ tới để câu cá giải trí. Dịch vụ này đã được mở gần 2 tuần nay, trung bình mỗi ngày thường có khoảng 70 đến 80 người tới câu, còn những ngày cuối tuần lên đến hàng trăm người. Tiền dịch vụ tùy theo thời gian câu sẽ dao động từ 50 đến 150 nghìn đồng một lượt. Chung thì đi câu ở đây là đa số dân câu là thích cảm giác là tự nhiên. Thì ai cũng làm công việc mà nên người ta cũng thích chỗ nào mà tự nhiên để xả chết á. Cho nên tìm đến câu cá. Mấy năm gần đây thì người ta thả cá, người ta không cho câu. Đến khi người ta cào cá xong rồi á, người ta bắt cá xong rồi á, bắt cá mè đồ xong rồi
người ta cho câu khoảng tháng bắt đầu người ta thả cá giống. Câu thì đi câu cho vui thôi. Chủ dịch vụ này cho biết mục đích anh thuê mặt hồ là để nuôi cá, nhưng nhận thấy ngày càng có nhiều người đam mê mong muốn được tới đây câu cá trải nghiệm, nên anh đã tranh thủ lúc hồ vừa thu hoạch xong, chưa thả lưới cá mới thì anh mở dịch vụ cho câu cá. Thời gian câu chỉ hơn một tháng và cứ mỗi năm đến thời điểm này, anh đều kích hoạt dịch vụ này để phục vụ nhu cầu của mọi người. Mọi người tới đây câu cá thì mình dặn họ là ngồi câu, thí dụ như mà cá nó có lôi cần ra thì mình bên nhà hồ alo điện thoại cho nhà hồ ra hỗ trợ để lấy cần câu cho người ta, không được tự ý bơi ra ngoài hồ. Đó. Rồi ngồi chơi thì mình có vứt rác bừa bãi hoặc là dỡ đá lên của người ta lên, làm ảnh hưởng tới công việc người khác. Khách câu cá tại hồ được hướng dẫn ngồi gom vào hai phía và được quan sát bởi nhiều bảo vệ của hồ nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, tránh tình trạng đuối nước xảy ra. Thời gian qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai phát động sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực này. Hơn 10 năm làm việc tại Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, anh Trịnh Thảo Trung đã có nhiều nỗ lực cống hiến trong công việc nên được cất nhắc từ vị trí nhân viên lên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. Nhiều năm qua, anh Trung liên tục nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và danh hiệu thanh niên sáng tạo khối doanh nghiệp. Mới đây nhất, anh Trung vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong 54 cá nhân đạt giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc. Mặc dù là cán bộ khối văn phòng, nhưng anh Trung còn phụ trách khối sản xuất nên anh thường xuyên đi nghiên cứu, kiểm tra công việc dưới xưởng, từ đó giúp anh có những sáng kiến quan trọng được ghi nhận, làm lợi cho doanh nghiệp rất nhiều. Trong quá trình mà sản xuất thì em cũng có theo dõi các hoạt động của sản xuất, thì tất cả các từ vật tư đầu vào rồi sản xuất sản phẩm ra đầu ra, thì quá trình sản xuất đưa vào thì em nắm bắt được, tức là em nhận thấy được là mình cần cái nào đó là nó có chưa phù hợp hoặc là cải tiến đến tốt hơn. Tương tự là quản lý sản xuất tại phân xưởng sợi, Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, chị Hoàng Ngọc Mộng Diễm đã không ngừng phấn đấu, tìm tòi ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm trong đơn vị. Tiêu biểu là sáng kiến tăng tỷ lệ thu hồi sợi tại phân xưởng sợi đã giúp doanh nghiệp tận dụng được phế phẩm tại phân xưởng, xử lý lại để phối trộn vào sản phẩm khác nhưng vẫn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn. Chị Diễm cũng là một trong 3 người thợ trẻ của Đồng Nai được tuyên dương năm nay. Trong quá trình làm việc thì em luôn được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy được tính sáng tạo của mình. Thì ngoài ra em cũng được ban lãnh đạo tổng công ty và ban quản đốc hỗ trợ rất là nhiều để em tạo được mọi điều kiện thuận lợi trong công việc. Thì đó cũng là động lực để em phát huy tính sáng tạo trong sản xuất, mang lại lợi ích cho công ty. Cả anh Trung và chị Diễm đều là những lao động còn khá trẻ với sự nỗ lực lao động bền bỉ, sáng tạo. Họ là đại diện cho thế hệ trẻ không ngừng phấn đấu, vươn lên trong học tập, rèn luyện và lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp cũng như của địa phương. Chương trình Đồng Nai Ngày Mới sáng nay đến đây xin phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.